Hello các tình yêu nha. Tối nay em đang có mặt tại Sài Gòn ha, đi gửi hồ sơ xe nè. Anh chị thấy khổ chưa, đi bỏ một cục nữa. Đi gửi hồ sơ xe tới giờ vẫn chưa được nghỉ nữa. Ai nói bán ô tô sướng đâu, đi sáng làm, sáng mà mắc ra đã làm chưa kịp ăn sáng, khách hàng còn bị khách hàng la, nhiều khi khách hàng điện thoại không được, khách hàng chửi quá trời luôn. Đó, con đêm thì lại đi gửi hồ sơ xe, đi mua xe về bán. Bây giờ em đang đi mua xe nè, tính giá đi đàm phán mua chiếc xe này. Mà vô quán cà phê uống thấy tính hỏi mua lại cô chỉ mà chị không bán. Chị nói xe này để chị để chỉ chân chứ chị không bán. Còn dàn xe vào đây thì xe gửi. Em đang ngồi đợi bạn ra ha. Đợi bạn ra, một bạn nam một bạn nữ. Bạn nam ngồi đây, còn bạn nữ thì ngồi kế em. Bạn nữ thì bạn của bạn nam này mới quen. Bạn nam này mới quen, bạn dẫn bạn nữ này ra ngồi uống cà phê xong lát đi ăn với tụi em. Rồi đi mua xe nữa. Dự kiến tí xíu em sẽ đi mua chiếc Nubira xe cỏ nha. Nubira cỏ mấy chục triệu mà. Với một Innova, nếu mà anh em nào lựa chọn Innova thì một tí xíu sẽ về nữa nha anh chị nha. Về với em Innova Z5G đẹp lắm. Z5G em bán có 180 mấy triệu à. Tí xíu về tới nha. Bị số Long An 62 xe đẹp luôn. Anh em nào thấy thích thì cứ đón xem YouTube của em nha. Đón xem YouTube của em rồi mua được ủng hộ. Đi diễn là được ra nha. Này ca sĩ mới tới nữa. Bạn em, bạn này xưa bán làm ca sĩ mà giờ bạn thấy ô tô bán tiềm năng quá, bạn bỏ nghề rồi. Bạn không làm đi hát, bạn không đi hát nữa. Bây giờ bạn đi bán ô tô. Anh em có mua ô tô ủng hộ nha. Thôi kết thúc video tại đây nha. Chúc anh em bà con mình tối vui vẻ nha anh em ha.